Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 172. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Quang Tương nhìn Tâm Bắc Thần, hai người đột nhiên đều cảm thấy hành động trước đó quá qua loa rồi sớm biết nơi này có nhiều trường kiếm hoàn chỉnh như vậy sẽ không ngu ngốc hao phí thời gian được canh giờ ở bên ngoài thu thập những tàn kiếm trong bãi đá kiệt. túi sách nhỏ của quang tương cũng đã gần đầy rồi vứt hết vứt hết những thanh kiếm hỏng thì nãy đi chỉ đến những thanh kiếm hoàn chỉnh này thôi lâm bắc thần đưa ra đề nghị đáng tiếc bài đồ nét tích của hắn đã đầy bằng không cũng không cần phải phiền toái như thế chi 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 quang tương từ trong túi sách lại móc ra một cái túi sách khác đây là bảo cụ không gian nó đem đi dự bị ưu ừ, tú lâm bác thần xoa đầu quang tương mấy cái lấy đó làm lời khen ngợi quang tương thoải mái mà hưởng thụ một người bột chuột lập tức hành động bắt đầu rút lấy rút để một lát sau mấy ngàn thanh kiếm trên mặt đất tất cả đều bị rút sạch một người bột chuột vừa lòng thỏa ý đi tiếp tục đi lên đi. Lâm Bắc Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú với kiếm trùng này. Sớm biết tình hình nơi này, hắn đã sớm tới rồi. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân già ông ta cũng đã biết nơi này có rất nhiều bảo kiếm, cho nên mới tìm một cái cớ để ta tới nơi này lấy kiếm sao? Chà chà chà, không hổ là sư phụ của ta. Lần này, ta ở tầng thứ ba, lão nhân già ông ta ở tầng thứ năm rồi, bội phục bội phục vượt qua cồn cát bị rút sạch sẽ không còn một cọng lông, tiếp tục đi vào trong, phía trước xuất hiện ngọn núi nhỏ cao hơn 20 mét. Nói chính xác, hẳn là một mộ phần. Mộ phần phía trước còn có một cột đá mộ bia to lớn cao hơn 30 mét, trên đó có khắc hai cái chữ to đùng, kiếm trụng. Hai chữ này là dùng kiếm khí khác ra, mỗi nét bút đều vô cùng sắc nét, tự nhiên là 19 thanh kiếm tạo thành bút vẽ. Chăm chú nhìn sẽ cảm thấy kiếm khí dày đặc, phảng phất như có từng thanh kiếm đâm tới trước mặt vậy Người trước đây khắc xuống hai chữ này, tù vì kiếm đạo siêu tuyệt. Vượt qua biên mộ, dưới đáy phần bộ còn có một đường hành lang hình tròn màu đen đi xuống bên dưới. Đường hành lang này nhìn trong không sống do người tạo ra, mà là tự nhiên hình thành. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong thông đạo phun ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhìn con đường trong hướng dẫn của bản đồ. Con đường theo kế hoạch chính là đi từ đường hành lang quái dị này vào. Hắn nằm trên mặt đất, vận chuyển tiểu thần thông địa thính tầng 1 mới tu luyện được, cũng không phát hiện ra nguy hiểm gì. Đi thôi. Lâm Bắc Thần vung tay lên, lại mang theo quang tương tiến vào bên trong. Đường hành lang nghiêng nghiêng hướng xuống phía bên dưới. Đi về phía trước khoảng trăm mét, trong không khí đã có mùi lưu huỳnh từng hạt bụi lửa nóng bỏng bay tới. Nhiệt độ không khí tăng cao, vượt qua 100 độ. Bộ lông bạc của quang tương đã bị nướng cong. Lập bạch thần âm thầm vận chuyển huyền khí tiên thiên hệ thủy. Một vòng bảo hộ tinh thần màu lam nhạt bảo vệ chính mình cùng quang tương ở bên trong. Vừa đi được hơn 10 mét, phía trước sáng tỏ thông suốt. Xuất. xuất hiện ở trước mắt họ một không gian dưới mặt đất ước chừng một sân bóng rổ trước thông đạo xuất hiện một cây cầu đá thẳng tắp. Âm thanh giống như nước nóng sôi trào truyền đến. Dưới cầu là nham thạch màu đỏ thẫm nóng chảy cuồn cuộn. Lâm Bắc Thần đi lên trên cây cầu đá, liếc mắt nhìn, quát tờ heo. Không ngờ đây là ngọn núi lửa dưới lòng đất. Hóa ra bên trong kiếm trùng Bạch Vân Thành còn cất dấu kỳ quan như vậy. Đi qua cây cầu đá lại là một đường hành lang màu đen. Lâm Bắc Thần cũng không vội vàng tiến lên, mà là cúi đầu nhìn nham thạch đỏ thẫm đang sôi trào phía dưới. Nhìn bằng mắt thường, không thể nhìn thấy chỗ xấu nhất trong nham thạch là gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, thứ cực nóng trong nham tương kia có một cỗ khí tức như có như không vô cùng thần thiết, đang triệu hoán chính mình. Chẳng đẹp buôn tàn nhảy vào nham thạch vớt lên sao. Hắn còn đang do dự, quay đầu nhìn sang quang tương ở bên cạnh. Ký hít! biểu cảm của quang thương vô cùng đặc sắc đã bắc thân chỉ chỉ nhàm thạch đang rơi trào phía dưới quang thương suy nghĩ một chút biểu cảm vô cùng trịnh trọng gật gật đầu tiếp đó từ trong túi sách sau đó lấy ra một bình hồng tinh nhị oa đầu bật nắp bình ngửa mặt lên trời tu tưởng ngụm lớn tiếp đó lại đốt một điếu hoa tử một hơi hút đến gần đầu lọc móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng bắn ra đem điếu thuốc ném gần phía dưới nhàm thạch còn mẹ nó lợi bác thần ngẩn ngơ tên chó chết này từ lúc nào học được uống rượu hút thuốc rồi rượu cùng hoa tử trước đây mình cũng đưa cho lão quản gia phương trung một phần làm sao lại nằm trong tay quang tương được hơn nữa nhìn dáng vẻ này của nó rõ ràng đã trở thành cao thủ lão làng tụi con nhỏ lại học thói xấu lợi bác thần giận dữ không có chỗ phát tiết đang muốn của mắng lại nhìn thấy quang tương trực tiếp mở túi sách nhỏ quay người một cái lộn ngược ra sau 720 độ, quay người thêm 180 độ, độ khó hệ số cao tới 3.9, trực tiếp đâm đầu xuống phía dưới dòng nham thạch đang sôi trào. Không có bọt nước bắn tùng tóe, vào được rất tốt, động tác hoàn toàn rất tốt. Con mẹ nó, kiên cường khi khá như vậy à? Lâm Bắc Thần nhìn thấy sự dứt khoát kiên quyết của Quang Tương, bị làm cho cảm động. Hắn đột nhiên điền có chút áy náy, kể ra thì quang tương kể từ khi đi theo mình chẳng những là nhận được thần thảo huyết mạch biến dị còn có thể khai chiến đủ loại đủ kiểu thần thảo linh dược ăn ngon uống sướng các mượn oai hùng Ngoài trừ không có chuột cái giải quyết nhu cầu sinh lý ra những cái khác đều là chuột nhất đẳng rồi ấy chờ một chút nghĩ như vậy quang tương từ sau khi đi theo mình có thể nói là chiếm hết tiện nghi rồi vì lẽ đó để nó nhảy xuống nham thạch một lần thì thế nào? Xì xì, đây là chuyện nó phải làm mà. Nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần thoáng cái điện không thấy hổ thẹn nữa rồi. Hắn nhìn chằm chằm nham thạch quay cuồng bên dưới, cẩn thận quan sát. ùng ục, ung ục. Nham thạch phía dưới giống như đồi lầu cay tiểu long khảm. Vừa nghĩ tên đồi lầu, không biết vì sao Lâm Bắc Thần có ảo giác, dường như có một mùi thịt chín từ phía dưới nham thạch xuất hiện Quang tường không lẽ bị nấu chín rồi sao? Ngày lúc lâm bắc thần chuẩn bị nhảy đi xuống cứu chuột. Một cái nổ bể đầu xuất hiện trong nham thạch kia. Là quang tương. Lông chuột màu bạc trên đỉnh đầu của nó bị nhiệt độ của nham thạch làm nóng xoắn hết liệt. Rất giống như trà nam giấy bạc nóng ở trên địa cầu. Chi chi chi. Trong tay quang tương nắm một đồ vật gì đó. Vật kia vùng vẫy. Từng đợt nham thạch bắn lên nhưng cuối cùng vẫn bị quang tường không chút khách khí rút ra từ trong nham thạch. Bụp! Quang tường nhảy trở lại trên cầu đá. Chi chi chi! Nó đem vật cầm trong tay dâng lên, là một thanh kiếm. Một thanh kiếm lớn rộng bằng hai bàn tay, toàn thân màu lửa đỏ rực. Lưỡi kiếm dài một mét rưỡi, rộng bốn mươi cm. Thân kiếm có từng lớp từng lớp hoa văn xếp chồng lên nhau như lửa, phảng phất như có ánh lửa lấp lóe trên lưỡi kiếm. Mũi kiếm có một đường cắt không chính thống, một góc nhọn 45 độ. Chuôi kiếm cũng là màu đỏ thẫm, trên đó có hoa văn hình dạng vảy rồng lớn nhỏ không đều, kết thúc bằng đuôi rồng. Tạo hình cổ xưa mà lại khí thế. À, kiếm này nhìn một cái là biết có duyên với ta. Lâm Bắc Thần vô cùng bừng rỡ, nhấc tay nắm chặt chuôi kiếm. nhanh mắt cổ tay trầm xuống. Sắc mặt của Lâm Đại Thiếu lộ ra một tia kinh ngạc. Mẹ nó nặng vãi. Sức nặng của thanh kiếm này sợ là không phải chỉ có mấy vạn tám ngàn cân. Cầm nó tự nhiên nâng một ngọn núi lên vậy. Nặng không chỉ gấp đôi so với ngần kiếm do thẩm tiểu ngôn đại sư đúc ra. Với tù vi nhục thân của Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng cảm thấy phải cố hết sức mới nâng lên được. Cứ bắp hai cánh tay vì dùng lực mà nhô lên. Cảm giác có thể nắm chuôi kiếm này đập người. Quá nặng đi cực giả thiên nhân cảnh cấp 3 trở xuống có mà cầm được thanh kiếm thằng không thể thi triển kiếm kỹ rồi lâm bắc thần cẩn thận cảm ứng sức mạnh của thanh kiếm đỏ thẫm lúc này một dòng khí ấm áp từ bên trong hoa văn chuôi kiếm vải rộng truyền ra truyền đến cảm giác rất thử thái hoa văn đặc thù trên chuôi kiếm đưa đến lực mà sát làm cho bàn tay nắm giữ trường kiếm càng thêm vững chắc nếu dùng tinh thần lực quấn quanh thần kiếm cẩn thận cảm ứng mà nói. Trong thần kiếm khảm ít nhất 36 tầng trận pháp, huyền văn hệ hỏa cực kỳ cao minh. Lâm băng thần thoát huyền khí tiền thiền hệ hỏa và tinh thần tiểu hỏa. Âm! một ngọn lửa bùng lên như một con cuồng phong từ trong thân kiếm phóng ra. Toát ra ánh lửa màu đỏ thắm bao phủ cả người đâm bắc thần ở bên trong. Chi chi chi! Quang tương lập tức cảm thấy sức nóng khó có thể chịu đựng được đập vào mặt dọa đến mức nó nhánh mắt lùi lại trăm mét bởi viên cưỡng có thể chịu đựng được loại nhiệt độ này thanh kiếm này sau khi bị thôi động tản mắt ra nhiệt độ cực nóng tuyệt đối có thể uy hiếp được cường giả thiên nhân cảnh trong ánh mắt của thử vương nhìn lâm bác thần tràn gặp sùng bái và kính sợ đây chính là chủ nhân của ta hắn thật là mạnh trên cầu đá kiếm tốt kiếm tốt khoảnh khắc hắn rót tinh thần tiểu hỏa vào trong thanh kiếm thân kiếm đột nhiên thay đổi nhẹ đi. Vừa vặn điều chỉnh đến trình độ mà lực lượng của Lâm Bắc Thần có thể thích ứng được. Thật thông minh. Sau khi rót huyền khí vào, nó có thể chủ động thích ứng với lực lượng của người cầm kiếm, đạt đến độ phù hợp vô cùng hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần cầm kiếm từ vùng lịch, chỉ cảm thấy vô cùng thuận tay, không khỏi thần sắc đại hỷ. Từ anh đã toát ra trên thần kiếm, có thể thấy thanh kiếm này huyền khí tăng phúc cực kỳ đáng sợ chỉ ít cũng tăng gấp bốn lần trở lên đây là đạo khí nó chỉ ít cũng là một thanh thảo khí cao dài hơn nữa còn có thể phù hợp một cách hoàn mỹ tiếp nhận tinh thần tiêu hỏa của mình quả thực chính là được chế tạo ra để dành cho mình cũng không biết là người nào thật là vô cùng đức đem một thanh kiếm nặng như vậy tùy tiện vứt xuống trong nhàm thạch quả thực là phá hoại hoàn cảnh mà Tất nhiên chủ nhân của nó không cần nó Vậy nó là của ta Lâm Bắc Thần trong nội tâm không chút do dự Hoàn thành đánh dấu chủ quyền Phải đặt tên cho nó Gọi là Long Lân Kiếm mà Quá tục Gọi là Hỏa Long Kiếm mà Cũng tục Không bằng gọi là Hỏa Trì Nhiệt Tình đi Sau khi xác định tên cho nó Lâm Bắc Thần thu hồi huyền khí Đem Hỏa Chi Nhiệt Tình đang ngủ say Ném cho Quang Tương Cũng may Quang Tương nhục thần biến thái lực lượng rất lớn mới không bị đại kiếm đập chết nhét đại kiếm vào trong túi sách quang tân cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người trước đó nó uống rượu là vì tăng thêm lòng dũng cảm hút thuốc là vì ngưng thần lúc đó cảm thấy nhảy xuống dòng nham thạch rất nguy hiểm vì lẽ đó chuẩn bị trước khi chết sảng khoái một lần ai mà ngờ vẫn còn sống tiếp được bây giờ tốt rồi chuẩn bị đối mặt với sự khiển trách của chủ nhân trên mặt của Quang Tương nở một nụ cười lấy lòng, nhìn nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ bàn tay lên. Quang Tương lập tức chì 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 mà nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đánh. Ba. Kết quả là một vật thể mềm mại đập vào trong ngực. Quang Tương mở mắt nhìn một cái. Kít, lại là một cái hoa tử. Chuyện này, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. liền nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã từ bên trong iCloud lấy ra một trường hồng tinh nhị hoa đầu này cầm lấy đi lâm đại thiếu cười rất hiền hòa ta trước kia quản ngươi không cho ngươi hút thuốc uống rượu là bởi vì tuổi của ngươi còn quá nhỏ Lấy những thói hư tật xấu này không tốt với cơ thể của ngươi nhưng bây giờ ngươi đã trưởng thành ta cũng cần phải tôn trọng lựa chọn của ngươi rồi về sau muốn hút thì cứ hút muốn uống thì cứ uống ngược lại bây giờ tu vi của ngươi cao như vậy nhục thân mạnh như vậy cũng không sợ nicotine và rượu vì thế về sau rượu và thuốc lá không đủ Thì cứ tới hỏi ta Đến chỗ ta mua Kém chút thấp giọng thành Không đủ thì đến lấy May mà thời khắc cuối cùng cơ trí Nói thành mua rồi Nếu không sẽ bị con chuột lớn này Ăn cho sạc nghiệp mất Nhưng dù vậy Quang Tường cũng đã rất cảm động Chi 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 Bên trong đôi mắt của nó ngần ngấn lệ Sợ lên đám lông bị uốn cong của mình Quang Tương lấy ra bảng viết chữ, soạt soạt soạt, mà viết xuống một câu nói như sau. Tiểu thử Quang Tương nguyện vì chủ nhân đời đời hút thuốc, uống rượu và uốn tóc. Được rồi. Lâm Bắc Thần vung tay lên tỏ thái độ vô cùng hài lòng với Quang Tương. Hắn quay đầu nhìn đôi lậu cay tiểu long khảm dưới cầu đá. Là nhìn hang đá nham thạch phía dưới mà nói. Quang Tương à, người nói xem trong nham thạch này có thể còn có bảo vật khác hay không? Phù phù. Quang Tương lại một lần nữa lật người về sau 720 độ, tư thế nhảy xuống nghiêng 1280 độ. Động tác có độ khó 4.0, bọn nước bắn ra vẫn rất tốt, độ hoàn thành cực kỳ cao. Trọn vẹn trong thời gian một nén nhang lặn lội phía dưới, mới xác định trong nham thạch, thật sự không có bảo kiếm hay huyền thạch khác. Quang Tương mới trở lại trên cầu đá. Đi thôi, tiếp tục đi nào. Lâm Bắc Thần nói, ta có một dự cảm, khả năng còn có kinh hỉ ở phía trước đấy. Quảng tường cõng lấy túi sách nhỏ của mình đi theo sau Lâm Bắc Thần. Một người bột chuột đi qua cây cầu đá. Phần cuối cây cầu lại là một đường hành lang màu đen. Lâm Bắc Thần nằm ở trên cầu đá, dán tay trên mặt đất, thiết triển địa thính chỉ thuật. Khói đèn cùng mùi thịt nướng đồng thời xuất hiện. Lộ tài đã bị nướng khét. Con mợ nó. Hắn vội vàng vận chuyển huyền khí tự lành thương thế của mình. Bất cẩn rồi. Bất quá cũng nghe không sai biệt lắm. Bên trong hành lang phía trước cũng không có hiện tượng gì kỳ dị. Hướng dẫn của bản đồ cũng tiếp tục đi về phía trước. Thế là Lâm Bắc Thần mặc trang phục giả dạ hành, cùng quăng tương bộ lông trên đầu bị uốn cong, tiếp tục quang mình chính đại tiến lên. Đường hành lang phía trước không hề dài, chỉ có 500 mét. Khi phun ra từ cuối hành lang, vẫn nóng rực không gì sánh bằng lâm bác thần thi triển vòng huyền lực bảo hộ chống lại cơn sóng nhiệt đi tới cuối hành lang một không gian to lớn không gian nham thạch dưới mặt đất thì nãy xuất hiện nếu như đói không gian nham thạch phía trước chỉ to bằng sân mà thôi thì không gian nham thạch trước mắt này phải to bằng bốn cái sân bóng rổ nơi cuối hành lang không có cầu đá đường chỉ đến đây thôi nhưng trong không gian nham thạch khoảng trăm thước này có một thanh kiếm đá to lớn cắm trong nham thạch bên dưới, lộ ra một phần trên nham thạch mênh mông. Tính cả chuôi kiếm, khoảng chừng cao trăm mét, thoạt nhìn phẳng phất như là thần binh khổng lồ, cực kỳ rung động. Mà càng thêm rung động là bốn phía trên vách đá, có bảy sáu sợi xích đá to lớn màu đen. Một mặt kết nối với vách đá, tựa như từng con rồng đen chui ra từ trong khe đá, xuyên qua bầu trời biển lửa nham thạch, quấn quanh ở trên thần kiếm đá. Quá chặt lấy nó, Tựa như là đang phong ấn cái gì? Cảnh tượng này trông rất quỷ dị. Kiếm đá to lớn này rốt cuộc là vũ khí của ai? Xịt đá to lớn màu đen này do người nào chế tạo ra? Vì sao lại cuốn lấy thanh kiếm khổng lồ này? Lập Bắc thần trong nhánh mắt có một loại ảo giác. Chính mình tựa như đi tới một nơi khác của thế giới. Có thể cảm giác được một cách thật rõ ràng nhiệt độ của nơi này cao hơn so với không gian nham thạch trước kia nhưng so với hỏa Trinh nhiệt tình khi được lâm bắc thành truyền huyền khí vào thì thấp hơn một chút vì thế quang tương có thể tiếp nhận đôi mắt nhỏ lúng liếng của nó không ngừng chuyển động đánh giá bốn phía bản năng ma thú vương thử cấp đỉnh phong khiến cho nó cảm thấy một ký tức nguy hiểm nhàn nhạt, nhạt nếu như không phải có lâm bắc thành ở đây quang tương đã sớm thét lên quay người chạy đi rồi trong lòng của lâm bắc thận cũng dâng lên cảm giác bất an tương tự chỗ này tràn ngập một loại khí tức làm hắn khó chịu âm một tiếng xích đá va chạm vào đầu vô cùng đỏ đột nhiên vàng lên một người bột chuột nháy mắt đều dựng tóc gáy âm 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 mười sáu dây xích đá đột nhiên lay động bắt đầu chuyển động không ngừng va chạm vào nhau phát ra tiếng vàng chói tai cảnh tượng này giống như là điểm báo lệ quỷ sắp xuất hiện bên trong phim kinh dị. Chi chi chi. Quang tương đột nhiên thét lên. Một thân lông bạc trong nháy mắt, tất cả sợi lông đều dựng đứng lên. Lâm bạc thần lập tức như mèo, bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Chi chi chi. Quang tương một mặt hoảng sợ chỉ về hướng kiếm đá. Lâm bạc thần nhìn theo hướng đầu ngón tay của nó chỉ. liền nhìn thấy bên trong những dãy xích đá màu đen lắc lư. Mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh chuôi kiếm tháo to lớn, đoạn cuối chỗ giao nhau của tất cả xiển xích, một quái vật nguy hiểm đang ngồi đó. Quái vật kia tựa như là một quả cầu màu đỏ. À, không đúng, chờ chút, là người. Trong lúc nham thạch quay cuồng sinh ra gió nóng, lay động quả cầu lông màu đỏ kia. Mái tóc dài màu đỏ mở ra, lộ ra một cái đầu giả nua. Đó là người. Cái gọi là tóc đỏ cũng bất qua là lồng tóc dài hơn mười thước của hắn mà thôi. Lâm bác thần khi nhìn thấy gương mặt này, trong nháy mắt, một tia xét xẹt qua đầu, là sở tinh giã, là lão thành chủ đã biến mất đầu này. Xem ra tin tức ngụy đại ca không sai, phỏng đoán của con rể hải tộc cũng không sai. Lão thành chủ thật sự là ở bên trong kiếm trùng này. Lâm bác thần đột nhiên không sợ, suy chốt cùng phim kinh dị đáng sợ nhất là lúc trước khi lệ quỷ xuất hiện nhạc nổi lên dọa người. Đợi cho đến khi lệ quỷ thật sự xuất hiện, ngược lại là không dọa người đến như vậy nữa. Quân chỉ xuất hiện trước mắt hắn không phải lệ quỷ mà là người. Lão thành chủ đã biến mất hơn 3 năm, xem ra hắn dường như là bị giam cầm ở nơi đây. Lâm bác thần thật cẩn thận quan sát, phát hiện càng nhiều chi tiết hơn. Hoa trang 16 giấy xích đá to đớn kỳ thực đá rất rất mạnh. Đại khái chỉ to bằng cánh tay trẻ con mà thôi. Đâm vào hai vai, hai tay, hai chân, tà hữu ngực, phần bụng, sau lưng, hai chân, hai đầu gối của lão thành chủ sở tình giã, cùng với hai chân bởi giáo bổ vị. Sướng thích cùng thân thể liên kết chặt chẽ với nhau. Phẳng phất đã biến thành một bộ phận của cơ thể. Thoạt nhìn, trông có chút kinh dị. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Cách trăm mét, Lâm Bắc Thần cũng không thể cảm ứng xác thực được lão thành chủ sống hay là chết. Nhưng khí tức nguy hiểm đồng nạc phía trước lại chính là từ trong cơ thể lão thành chủ truyền ra. Điều này khiến Lâm Bắc Thần từ bỏ ý định ngự kiếm phi hành đi tới gần xem xét. Nhưng đối với lão thành chủ có mái tóc màu đỏ lửa, dài hơn người vẫn là luôn nhắm mắt này, không rõ sống chết, phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Quang Tương, Quang tường suy nghĩ Nó trầm mặc trong giày lát Tiệp đó dứt khoát lại lấy ra một bình rượu Cắn nắp bình ra Ngừa đâu đổ vào trong bộ Tù tù từng cụm lớn Được rồi Lâm bác thần vội vàng ngăn cản Nhàm thạch này cùng nhàm thạch trước đó không giống nhau Phản nhất thường chảy xuống rồi ngọm thì sao Mình nuôi dưỡng một con chuột lớn như thế Cũng không dễ dàng gì Không thể tặng không một con chuột như thế được Lâm bác thần suy nghĩ một chút giơ tay liền tách ra bột khối đá, giờ tay liền ném tới. hắn vẫn giữ lại một chút khí lực, không dùng quá nhiều sức. chỉ sợ lão thành chủ vạn nhất không phản kháng, trực tiếp bị đập chết tại chỗ thì phải làm sao bây giờ? nhưng mà sự thật chứng minh hắn quá lo lắng rồi. bởi vì khi hòn đá cách lão thành chủ còn 20 mươi mét, đột nhiên vô thành vô tức liền hóa thành bột đá, tiêu tan ở bên trong hư không nháy mắt tựa hồ kích hoạt một loại trận pháp nào đó. Một tầng trận pháp quang văn màu hồng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Hóa ra xung quanh kiếm đá to lớn có trận pháp âm thầm che chở. Động tĩnh vừa rồi vẫn chưa khiến lão thành chủ sợ tình giá đứng trên đỉnh chui kiếm có chút phản ứng nào. Mái tóc dài màu đỏ bay bay trong gió, hai con ngươi nhắm chặt như cũ không biết sống hay chết. Chuyện này phải làm thế nào đây? Quay đầu trở về, Chẳng khác gì nhiệm vụ không hoàn thành nha à? Lâm bác thần suy nghĩ một chút Thôi động kim hệ huyền khí Không chiếc một thanh tản kiếm rút ra Từ trong rừng đá Nhanh như sao bay mà phi qua Kiếm khí phá không Tàn kiếm đến chỗ cách thạch kiếm khoảng 20 mét Lồng ánh sáng màu đỏ Trong trạng thái ẩn nấp Lại bị phát động hiện ra lần nữa Một cô lực lượng vô hình bở ra Tàn kiếm trong danh mắt Hóa thành phụn sắt bột mịn lộng anh sang hoa văn bầu đỏ, dần dần hiện lên, giống như một quả cầu đường kính năm bởi thước vậy, bao phủ quanh kim đá to lớn. Tính cả lão thành chủ đang đứng ở bên trong, bảo vệ hay là giam cầm. Ngày lúc lâm bắc thần đang cẩn thận xem xét tình hình, đột nhiên lão thành chủ đứng trên chuôi kiếm chậm rãi mở mắt ra. Một khí tức khiến lâm bắc thần có cảm giác sợ hãi chưa từng có, trong nhánh mắt lan tràn khắp không gian tự nhiên ma chủ dáng trần lâm bắc thần tóc cái dựng đứng còn gậy chấn động Lông tờ dựng lên chờ một chút tại sao ta lại phải sợ không có đạo lý nào nhưng lại nhịn không được sợ hãi thật kỳ quái ta rõ ràng không nên sợ hãi nhưng lại không nhịn được tự như không thể khống chế tâm tình của mình vậy lâm bắc thần theo bản năng quay đầu nhìn về phía quang tương bên cạnh nó đứng sau đang điên cuồng rót triệu vào miệng Tù ưng ực ưng ực một thân lông bạc dựng đứng cả lên giống như còn nhím vậy lâm bắc thần bỗng nhiên ý thức được cái gì đó không đúng đây là tinh thần công tích là uy hiếp tinh thần lực hắn miệng cưỡng quay đầu nhìn về phía lão thành chủ đứng trên kiếm đá khổng lồ xung quanh là biển nham thạch rộng mênh mông ở nơi xa toàn thân của lão trần trụi không một mảnh vải che thân nhưng mà mái tóc dài bầu đỏ thắm che đi phần lớn những vị trí quan trọng trên cơ thể hắn mở mắt ra trong hai tròng mắt màu đỏ tươi mờ mịt tràn ra giống như hai dòng suối máu phun ra vừa dự tợn vừa đáng sợ thoáng đôi mặt với hốc mắt của lão thành chủ cảm giác sợ hãi kia lại một lần được ập tới không sai chắc chắn là bí thuật tinh thần lực lâm bắc thần thậm chí cảm thấy mê man trong đầu một mảnh mê man tự như trạng thái giữa thanh tịnh cùng ngủ say vậy lão đảo bên tai còn có một âm thanh đang không ngừng hô hoán hắn. Tới đây, tới đây con trai, đến bên cạnh ta nào, mau tới đây. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhấc chân, muốn đi về phía trước. Chi chi chi. Quang tương bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai. Nó gắt cao, lôi hắn lại. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bắc Thần có chút thanh tịnh, không tốt. Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu, suýt chút nữa thì trúng chiêu rồi. À, Quang tương gia hỏa này vì sao Có thể chống đỡ tốt hơn ta Lâm Bắc Thần trong lòng kỳ quái Lên người thấy mùi rượu trên người quang tương Mùi rượu Một tia sét đánh thoáng xẹt qua lão Của Lâm Bắc Thần Chẳng lẽ rượu ở trên điện thoại tử thần Còn có thể đối kháng tinh thần lực Vừa nghĩ đến đây Lâm Bắc Thần không chút do dự Lập tức từ bên trong Ai Lấy ra một bình ngũ tương dịch Mở nắp bình ra bắt đầu Ừng ực uống Chi chi. Quang Tường khẽ giật mình, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm vào cặp ngũ lương dịch. Trong không khí tràn ngập một mùi rượu nồng nặc. Quang Tường cúi đầu nhìn bình rượu trong tay mình, lại nhìn ngũ lương dịch trong tay Lâm Bắc Thần. Lần đầu tiên ý thức được, hóa ra trên thế giới này còn có thứ uống ngon hơn rượu sái. Bên trong con mắt tròn xoay của đó toát ra vẻ khát vọng. Chỉ cần ta luôn lập công vì chủ nhân lên vị chủ nhân hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, chủ nhân nhất định sẽ ban thưởng rượu ngon cho ta." Quang Tường âm thầm thề thốt trong lòng. Cũng lúc đó, một luồng nhiệt như lửa đốt từ yết hầu thực quản tràn xuống dưới. Không biết vì sao dưới sự kích thích kịch liệt của rượu, Lâm Bắc Thần lại cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cảm giác mê man kia trong nháy mắt liền biến mất. Cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân. "Ồ, oh. Lâm Mặc Thần bừng rỡ trong lòng. Trượng được ma thay đổi, thật sự có thể đối kháng được dùng kích tinh thần lực. Hắn lên gần đầu nhìn về phía lão thành chủ đối diện, đang đứng bên trên chùi kiếm đá to lớn, bị xung kích tinh thần lực, quả nhân trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì rượu gây mê thần kinh của ta, dẫn đến thần kinh của mình phản ứng trở nên chậm lại, cho nên tăng cường đề kháng đối với dùng kích tinh thần lực sao? Còn ta, mau tới đây. Màu tới đây, đến bên cạnh ta. Tới đây nào, tới đây nào, lại gần ta, ta có thể cho người lực lượng. Cho người hết thảy những gì người mong muốn. Âm thanh tràn đầy bị hoặc kia, vẫn không ngừng chuyển đến bên tai. Nhưng Lâm Bắc Thần đã có thể chế ngự bản thân, không đi về phía trước. Tiếp theo, nên làm gì đây? Lâm Bắc Thần có chút luống cuống. Lão thành chủ này rõ ràng đã nhập ma rồi, tuyệt đối thoát không khỏi quan hệ với thiên ngoại tà ma đại khái khả năng bị thiên ngoại tà ma nhập rồi. Vì thế ta rốt cuộc là muốn trừ ma, trực tiếp giết chết lão thành trụ hay là trở về bẩm báo lão đinh. Suy nghĩ một chút, đại khái có thể biết những chuyện kỳ quái xảy ra ở Bạch Vân Thành những năm nay. Tiếng như không ngừng có đệ tử mất tích hay là chết một cách thần bí. Tuyệt đối có liên quan đến lão thành trụ bị ma nhập thể này. Nhưng vấn đề là nếu chỉ lão thành trụ mới là kẻ tà ác Vậy chuyện của tiểu thành chủ sở vân tôn là sao chẳng lẽ sở vân tôn nghi mọi biện pháp phong ấn lão thành chủ tiến vào ma đạo này tại đây vậy sở vân tôn kia chẳng phải là người tốt sao lực lượng cường đại và quỷ gì trước người hắn lại là chuyện gì à luôn cảm giác bên trong bạch vân thành cất giấu một bí mật vô cùng to lớn lâm bắc thần do so dự một chút thử khi lão thành chủ tỉnh lại nói chuyện cùng hắn nhưng đều thất bại mà theo hắn tạo ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Mười sáu xiềng xích đá lay động cũng càng lúc càng lớn. Âm thanh ầm ầm hỗn loạn vang lên, khiến cho người ta cảm giác bản thân đang ở âm tào địa phủ. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác là vừa tiếp tục ưng ực ưng ực uống, vừa thử nghiệm quan sát. Hắn phát hiện bên trên xiềng xích đá bắt đầu hiện ra từng hoa văn lúc ẩn lúc hiện, tựa như màu mạch của mạch máu vậy mà hoa văn màu đỏ này là từ bên trong thân thể của lão thành chủ phun ra đi theo xiềng xích hắc thạch lan đến một chỗ khác trên vách đá rồi chui vào trong đó cảnh tượng này trông rất quỷ dị dường như lão thành chủ cùng vách đá không gian nham thạch nóng bỏng này hợp làm một thể vậy mà không gian này khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị lâm bắc thần triệu hoán ra ngân kiếm thanh kiếm này tuy nhiên sức mạnh không bằng hỏa chi nhiệt tình nhưng xem đây là thanh cuối cùng của đúc kiếm đại sư thẩm tiểu ngôn nguyên vật liệu cũng là thiên ngoại thần kim vì thế phẩm chất càng cao hơn rất nhiều không gì không phá được còn có tiềm lực phát triển thêm là đến nhất thần bình trong mắt của lâm đại thiếu có nên tự chặt đích sân xích này hay không này đúng chặt đất xem lâm bắc thần phung kiếm hung hăng chém xuống không cần do dự nhanh thật nhanh chém xuống chặt đứt xiềng xích tất cả đáp án đều sẽ mở ra. Lâm Bắc Thần liếm môi một cái, dụng vọng cầm kiếm chém đứt giấy xích như thủy triều tuôn ra. Không ngừng xung kích đại não của hắn, khiến cho hắn trong lúc bất trị bất giác đã giơ đại ngân kiếm thật cao. Nhưng đúng lúc này, Quang Tương duỗi ra móng vuốt, nhẹ nhàng chọc vào mông Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình một cái, con mẹ nó, vậy mà trong bất trị bất giác lại thiếu chút nữa rơi vào bẫy rồi vừa rồi dục niệm trong lòng rõ ràng lại là bị bí thuật tinh thần lực nào đó ảnh hưởng tới. Lâm Bắc Thần liên tiếp lui về phía sau, không ngừng kéo dài khoảng cách ra. Thời gian dài đến nay, mình căn bản không để mắt đến tu luyện tinh thần lực. Mặc dù có điện thoại tử thần tự động tu luyện, nhưng phương pháp sử dụng tu luyện tinh thần lực đều đã rất lại phía sau, dẫn đến khi hắn gặp phải kẻ địch am hiểu dùng tinh thần lực công kích, rõ ràng rơi vào thế hại phong không thể tiếp tục ở lại chỗ này lâm bắc thần đưa ra quyết định lập tức lùi lại vì điều tra chân tướng ẩn giấu phía sau không đến mức đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm mà những gì điều tra được trước mắt khi trở về cũng phải báo cáo đầy đủ đi thôi lâm bắc thần kéo lấy tay quang tương nhanh chóng lùi về phía sau quay lại quay lại quay lại còn ta đừng đi quay lại đây âm thanh bị hoặc vẫn không ngừng vang lên. Lâm Bắc Thần đi càng xa, âm thanh phát ra càng nóng nảy và điên cuồng. Mãi trở nên khi một người bột chuột từ trong đường hầm kiếm trùng dưới đất lao ra, trở về mặt đất, thanh âm kia rút cuộc mới biến mất. Thật đúng là tà môn. Lâm Bắc Thần thu hồi lại ngân kiếm, về sao phải nghĩ biện pháp tu luyện thật tốt tinh thần lực. Muốn sống được lâu, nhất định phải làm một chiến sĩ lục giác mỗi một hạng mục đều phải nổi trội. Mà không được điểm cuối cùng cũng sẽ bị bắt được, lâm vào hiểm cảnh thậm chí là tử địa. Rời khỏi chỗ này trước đã. Lâm Bắc Thần đang muốn rời khỏi khu rừng đá, ngừng đầu một cái, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi ngay. Dưới ánh trăng, một thân ảnh hiểu điệu đang đứng bên ngoài 50 mét, đang lặng lặng mà nhìn hắn. Khuôn mặt băng lãnh mà lại kêu ngạo, khí chất tự cho mình là thanh cao ánh mắt lanh lệ và tràn đầy sự ngỗ ngược. Không phải lục quan hải thì là ai? Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tầm, biến đổi âm thanh nói. Người biết ta là ai không? Chắc chắn là không biết. Dù sao ta đang mặc y phục dạ hành. À ha ha, ta thật sự là một thiếu niên đẹp trai cơ trí. Căn bản không cần lo lắng thân phận bị bại độ. Sau đó chỉ cần đổi một bí danh từ nơi này giết ra ngoài là được nhưng mà biết lục quan hải thản nhiên nói người là lâm bắc thần còn mẹ nó lâm bắc thần ngây người tại chỗ nàng ta có mắt nhìn xuyên tường sao lục quan hải nói ta vừa mới nhìn thấy kiếm của ngươi đại ngân kiếm tác phẩm của thẩm đại sư thật trăm phần trăm đã là biểu tượng của lâm bắc thần lâm bắc thần vỗ đùi hóa ra sơ hở chỗ này Hắn suy nghĩ một chút, giật khoát, giật xuống khăn trùm đầu của mình, khuôn mặt anh Tuấn, kiểu tóc hỗn loạn. Lâm Bắc Thần vừa sửa sang đầu tóc một chút, khuôn mặt nở nụ cười thuần lương, ôn hòa, mở lời thăm hỏi nói, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt ở nơi này, đêm dài đằng đẵng không ngủ được, ta còn cho rằng chỉ có một mình ta không ngủ được, hóa ra lục sử thúc cũng là ngủ không được hả? Đúng là trùng hợp đấy, Lục quan hải cũng không mở miệng hô hoán bộ phận kiếm sĩ. Trong con người của nàng không có chút tình cảm nào, nhăn nhạt, nhạt hỏi. Cứ nhìn thấy cái gì ở bên trong? Lâm bác thần không chút do sự nói. Thấy được một lão già không mặc quần. Hắn không chút giấu giếm. Lục nói ra câu này, hắn cẩn thận theo dõi phản ứng của lục quan hải. Bởi vì Lâm bắc thần muốn biết, lục quan hải trong bí mật bạch vân thành này rốt cuộc đóng một vai trò là nhân vật gì sở phân tôn công pháp tả môn Lắp thành chủ thực sự bị ma nhập thể ngược lại là vị tình nhân cũ của sư phụ này một thân tu vi kiếm đạo đường thường chính chính không có chút tà khí nào thật nhìn là kẻ bình thường nhất vốn với thân phận địa vị của nàng lại dường như cũng không thể không quan tâm ngược lại lâm đại thiếu cũng không sợ cùng lắm thì đánh một trận hắn cùng quang tương liên động còn sợ đánh không lại lục quan hải sao Bây giờ không động thủ Chủ yếu là nể mặt lão đình thôi Người gặp được lão thành chủ sao Trong con ngươi của quan hải Thoáng qua vẻ khác lạ lại nói Người đánh thức hắn rồi sao Lâm bác thần đờ nụ cười nói Người nói hắn rốt cuộc là ai Là lão thành chủ Hay là thiên ngoại tà ma Đang ở trong cơ thể lão thành chủ Lục quan hải không trả lời Nàng tìm bị quan sát Lâm bác thần từ trên xuống dưới trong chốc lát cuối cùng khoát tay áo lạnh lùng nói người đi đi chỉ vậy thôi sao lâm bắc thần vốn là đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách không nghĩ tới tiểu sư nương lại nề mặt như vậy Ta tạ tiểu sư nương lâm bắc thần đại hỉ khách giáo nói một câu lập tức đi ngay dừng lại lục quan hải híp mắt trong con ngươi lập lòe ánh mắt giết người âm thanh lạnh như băng âm 50 độ dằn từng câu từng chữ nói người vừa rồi gọi ta là cái gì? Đa tạ Lâm Bắc Thần lại kẽ giật mình, bỗng nhiên kịp thời phản ứng lại nói. Đa tạ sư nương. Ai ra, vậy mà mắc phải sai lầm trí mạng này. Ở ngay trước mặt phó cục trưởng gọi hắn là phó cục trưởng có gì khác nhau. Lục quan hải, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần, biểu cảm băng lãnh, ánh mắt rét lạnh thật lâu không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất lâu sau, đang mấy từng câu từng chữ nói, ta nhìn thấy bên ngoài rừng đá trong kiếm trùng ít đi rất nhiều tàn kiếm lâm bắc thần không chút do so dự nói chuyện này không liên can gì đến ta lục quan hải lại nói hơn một trăm thanh kiếm tốt ở cồn cát kiếm trùng cũng biến mất một cách ly kỳ lâm bắc thần nói chuyện này càng không liên quan đến ta à chẳng lẽ cuộc cồn cát kiếm trùng thậm chí có hơn một trăm thanh kiếm tốt sao trong con người lục quan hải hiện lên ánh sáng lạnh lẽo nói, người còn không thừa nhận. Ngón tay của Lâm Bắc Thần chỉ lên trời dõng giả thừa. sử đường, người không tin, ta có thể thể độc. Nếu như lúc này trên thân ta mang theo những tàn kiếm cùng danh kiếm kia, vậy thì ta, ê chà, kiến ta, từ nay về sau sẽ không còn sinh hoạt tình dục được nữa. Lúc mày đen như thanh kiếm của lục quan hải, nhíu lại. Đối với gia hỏa dù đã trở thành giáo hoàng bản tính không thay đổi chỉ lớp bằng thần này, thì lời thỉnh như vậy có thể nói là còn kinh khủng hơn so với cái chết. Chẳng lẽ thật sự không phải hắn sao? lớp bằng thần vừa tiến thêm một bước lớn tiếng nói. Ta còn dám nguyền rủa kẻ cầm những tàn kiếm kia, kẻ ngốc trộm xanh kiếm bị chém phản đau, rơi vào dầu sôi nước nóng, đầu bị đốt cháy, bị sát đánh trúng, dùng mạo hủy hết, lì biệt quê hương quang tương đứng bên cạnh lặng lẽ Sở lên túi sách nhỏ của mình chậm rãi cúi đầu lục quan hải hừ lạnh một tiếng nói thôi ngươi đi đi lâm bắc thần lập tức mang quang tương vắt chân lên cổ mà chạy vừa đi được vài bước phía sau lại chuyển tới âm thanh của lục quan hải dừng lại lâm bắc thần quay đầu lại chuyện gì nữa lục quan hải nói nhớ đừng gọi ta là sư nương Dạ vâng sư nương đã Bắc Thần đáp lại một tiếng, lập tức nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy bóng lưng một người bột chuột biến mất, thân sắc của Lục Quan Hải dần dần bình tĩnh lại. Nhìn lại cột đá cắm kiếm bị rút có chút thừa thớt, lại nhìn cột cát đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vừa rồi con chuột lớn kia sau lưng hình như cõng một cái bọc nhỏ. Có lẽ là những thanh kiếm kia chắc chắn nằm ở trong bọc của con chuột lớn đó sau khi lục quan hải hiểu được mọi chuyện trên khuôn mặt lạnh lùng thanh lệ hiện ra thần sắc không còn gì để nói đừng đừng là giáo hoàng của một đế quốc đánh cân kiếm trong tay có thể chém giết cường giả thiên nhân cấp 6 những tàn kiếm cắm trên trụ đá kia lại thêm hơn một trăm danh kiếm ở khu cổn cát kia tổng giá trị mới bao nhiêu tiền vậy mà cũng không buồn thà nghèo đến phát điên rồi sao nàng đi tới hành lang trước bộ phận kiếm trụng dừng trên phút chốc vẫn không đi vào không khí phun ra từ bên trong đường hành lang vẫn nóng rực như cũ nàng vẫn đứng bình tĩnh trong không khí nóng đó không nhúc nhích dường như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến trái tim đã đóng băng của mình từ từ tan ra rồi hồi phục trở lại mọi chuyện chính là như vậy là mắc thần bộ thời đó hết những chuyện mà mình trải qua bên trong kiếm trùng đương nhiên lược bỏ bớt những chi tiết không quá quan trọng như đoạn vừa vét đủ loại tàn kiếm, danh kiếm cùng với vớt được hỏa chi nhiệt tình. Mấy người đinh tam thạch sau khi nghe xong, thần sắc trở nên vừa âm trầm vừa ngưng trọng. Tình huống dường như so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Một khi làm không cẩn thận, Bạch Vân Thành sẽ có tai họa ngập đầu. Đình Tam Thạch thở dài một hơi, lại nói Xem ra chúng ta cần phải thảo luận thật kỹ Lâm bác thần vội vang nói. Sư phụ, chuyện gây ra phó ta đã hoàn thành. Người ta là kiếm tiên viện viện thủ rồi. Về sau muốn làm cái gì, nhất định phải tự mình động thủ, không được để ta nhúng tay vào. Suy cho cùng ta vẫn không hoàn toàn nhập tịch, không tính là đệ tử Bạch Vân Thành. Với đại ta con là muốn đình nghỉ người dưỡng sức, chuẩn bị thật tốt cho trận luận kiếm phòng đại chiến sắp tới. Lần này Đinh Tam Thạch cũng không còn dùng trận cá cược trên đại điều hào uy hiếp hắn nữa. Được, người đi chuẩn bị cho luận kiếm phòng đại chiến đi. Hắn buông tha ta rồi. Lâm Bắc Thần nghe vậy vui vẻ đi ra ngoài. Chờ một chút. Đình Tam Thạch đột nhiên lại mở miệng. Bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Vợ chồng hai người các ngươi chắc chắn là có tật xấu. Vì sau khi nói chuyện, đều muốn một chút lại ngừng lại. Có lời gì không thể nói một lần cho xong sao? lại nghe đinh tam thạch chậm rãi nói khi đắm khi buông mới là văn võ chỉ đạo nếu có thời gian ngươi đưa một nhóm sư huynh đệ kiếm tiên viện tận lực giúp trợ bọn hắn trong thời gian ngắn để thăng chiến lực có thể trong tương lai không lâu nữa bạch vân thành có thể lưu lại bao nhiêu mầm non còn phải xem những người này còn sống sót được mấy người hai người doãn san cùng Thị trung thánh nghe vậy đều có chút kỳ quái bọn hắn đã dựa theo mạch suy nghĩ trước đó của Đinh Tam Thạch, dùng hết khả năng của mình, truyền thụ tất cả các loại bí tịch tuyệt học trong Bạch Vân Thành. Đây là chuyện phá lệ mấy trăm năm đến nay không có tiền lệ ở Bạch Vân Thành này. Nhưng có khả năng để thăng bao nhiêu chiến lực cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Nhưng chuyện có thể làm đều đã làm đến cực hạn rồi. Bây giờ Đinh Sư Huynh lại trịnh trọng khẩn cầu Lâm Bắc Thần mang những bạch y kiếm sĩ đi tu luyện như vậy trong thời gian ngắn liệu có thể để thăng được bao nhiêu đây nhưng mà đinh tam thạch khi ở trong học viện sở cấp số 3 tại vân mộng thành cũng đã được chứng kiến đầm bắc thần vì đối phó với thiền kiều trành ba chiến dùng một phương thức vô cùng kỳ quái trong thời gian ngắn để thăng thực lực cảnh giới phạm vi lớn lên thiên tài đệ tử học viện sơ cấp số 3. Vì thế anh Âu một tia hy vọng, chờ mong có thể tái hiện kỳ tích đó. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa nói, Được, sư phụ, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trong lòng thì lại nghĩ, Lão đình ta cũng không có cách nào. Kíp không phát hiện nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên. Ta muốn bật hách cũng không thể bật. Đừng ôm hy vọng quá lớn với ta. Hắn một đường đi thẳng trở lại hậu viện, tiến vào phòng cũ, đang chuẩn bị ngủ bù. Suy cho cùng, làm việc cả một đêm còn chịu đựng tấn công tinh thần lực của lão thành chủ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi anh ngờ vừa đặt lưng xuống trong đầu đột nhiên chuyển đến âm thanh nhắc nhở của điện thoại tử thân ngài có nhiệm vụ giả tóc ngẫu nhiên mới của kíp xin họ có tiếp nhận hay không là bắc thần gây người con mẹ nó chẳng lẽ lão đinh đầu lại phát động nhiệm vụ npc sao vì sao hắn vừa mới mở miệng kíp Liên ban bốn nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên mới đây. Lâm Bắc Thần mình như là cá bị ướp muối, từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay lập tức triệu hồi điện thoại ra, mở phần mềm kíp ra, bắt đầu kiểm tra nội dung nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này. Chuyện tốt nha. Mỗi một lần nhiệm vụ hiện ra, đều là một lúc thực lực Lâm Bắc Thần lại tăng vọt. Tên nhiệm vụ kiếm điện viện quất khởi. Yêu cầu của nhiệm vụ dựa theo phương án rèn luyện mà hệ thống kiếp sắp xếp, bắt đầu từ hôm nay, dẫn dắt đệ tử Kiếm Tiên Viện bắt đầu tu luyện, hoàn thành mục tiêu rèn luyện, 5 người được bước tiền nhân, 10 người đại tông sư đỉnh phong, 30 người võ đạo thông sư. Kết chốt đệ tử tu vị yếu nhất Kiếm Tiên Viện đặt tới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 7 ngày. Ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tu vị thiên nhân cảnh cấp 4 tất cả các hệ Nhiệm vụ thất bại trừng phạt Không Phương pháp rèn luyện của kiếp Tập thể dục buổi sáng Chạy bộ Tập aerobic Tập thân dưới Tập thần trên Tập eo Yoga đốt mỡ Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm điện thoại di động Xem xong nội dung nhiệm vụ Trong lòng không khỏi cảm thán Quá biến thái rồi Quá kinh khủng rồi Lại trực tiếp ban thưởng để thăng một tiểu cảnh giới Cái này không phải tạm khó ta sao Buộc ta phải bật hách dung mạo ta đẹp trai như vậy duyên với nữ nhân tốt như vậy nhiều danh hiệu như vậy tuổi còn trẻ mà đã yêu nghiệt có thể đánh bại thiền nhân cấp 5 chém chết thiền nhân cấp 6 có một câu kẻ này quá khủng bố cũng không đủ một kỳ thăng đến cảnh giới thiền nhân cấp 4 tất cả các hệ với những nam nhân dáng dấp phổ thông không có duyên với nữ nhân nhóm thiền nhân ngày ngày khắc khổ tu luyện sao còn đương sống cả chứ không cho thiên nhất khác đường sống. Đây là chuyện mà con người nên làm sao? Lâm Bắc Thần liên tục chửi bậy, không chút do dự, điểm nhấn nút tiếp nhận. Tiếp vào đó, hắn bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dựa theo phương án rèn luyện phần mềm kíp đưa ra, đây là thao tác cơ bản, lần này phải có thêm một vài thủ đoạn phụ trợ. Ví dụ như NetEasy, Cloud lao BGM trợ giúp thắp lên ý chí chiến đấu. Tình như phối hợp với một chút đan dược tăng huyền khí khi huyết sôi trào. Nhất định phải nhanh chóng hành động, tăng cấp đến cảnh giới thiền nhân cấp 4 toàn hệ. Vậy cơ hội giành giải quán quân luận kiếm đại hội lần này có thể nắm chắc hơn mấy phần. Trở về cùng nữ thần khốn kiếp kiếm tuyệt vô giành kiệt, làm chuyện lớn cũng có phần nắm chắc hơn. Lúc này, hắn mở ra nét easy cần làm biểu dịch, bắt đầu đục tìm một ít âm nhạc bgm thiếu đốt ý chí trong trình nhớ của lâm bắc thần thật sự có mấy ca khúc thích hợp ngoài trừ bài hát đã tải xuống trước đó là nam nhi phải tự cường ra còn có một số ca khúc khác tỉ như victory bên cạnh đó còn có s 7 ca khúc chủ đề legend never die s 8 ca khúc chủ đề rise cùng với s 9 ca khúc chủ đề phoenix ở kiếp trước đều từng khiến cho linh hồn đâm bắc thần bị thiêu đốt một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy khí huyết có chút sôi trào. Điện thoại tử thần trước khi trải qua mà hóa, những ca khúc này đã có sức mạnh làm lòng cười phấn chấn. Sau khi trải qua ma cải, chẳng phải là muốn lên trời sao? Đến vấn đề phiên bản tiếng Anh, ngược lại mặc kệ là tiếng Anh vẫn tiếng Trung, đám ra hỏa này đều nghe không hiểu gì. Lâm Bắc Thần xong một phen lùng tim, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Bỏ ra 68 mài huyền thạch mua toàn bộ cả khúc trên. Bước kế tiếp chính là đan dược. Có hai tựa chọn. Một là lợi dụng thuế quả để đề thẳng tu vi của bọn hắn. Cách thứ hai là lợi dụng ngân kiều giải độc phiến trợ giúp quỷ hợp tiêu tàn thoát xác chỉ độc trước kia. Khiến cho Lâm Bắc Thần phát hiện ra một đại bảo khố. Thì như có thể mua một số thuốc tương tự với thuốc tăng hưng phấn để tăng cường hiệu suất tu luyện Của đám kiếm sĩ Bạch Y các Chỉ là không biết có bị phần mềm kíp Cho rằng là một hành vi gian lận Hoặc là vi phạm đạo đức Thể dục thể thao hay không Cứ thử xem sao Lập bác thần lập tức hành động Sau một phen thao tác Vừa mua 10 bình adrenaline nhập khẩu Đương nhiên trả tiền gấp Với tiêu xài rong rã 1.200 mai huyền thạch Quá đắt Lập bác thần lòng đang rỉ máu. Nếu như không phải để mặt nhiệm vụ Già tốc ngẫu nhiên của kiếp, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ ra nhiều huyền thạch như vậy. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Bắc Thần cũng không muốn ngủ bù nữa, quyết định lập tức hành động. Hắn đi tới tiền viện, vẫy tay gọi thiền thiền cùng thiên thiên tới, cho hắn lấy danh nghĩa viện thủ của Lão Linh đi triệu tập tất cả đệ tử kiếm tiên viện chuẩn bị tu luyện. Người còn chưa thể tựu đủ kiếm tiền viện đại ngành đón khách tới. Trường lão văn hưởng kiếm phủ nhàn như ngọc, mang theo hai đồ đệ mỹ mạo một lớn một nhỏ, không bởi mà tới. Nhàn tỉ tỉ, từ bụi bụi, hồ bụi bụi, ngọn gió nào đem các người tới nơi đây. Lâm Bắc Thần cười hì hì, chào đón họ vào trong. Sư phụ tới tìm ngươi để bàn về chuyện luận kiếm đại hội của ngày hôm sau. Phan cuồng Hồ Bị Nhi vượt lên trước nói chuyện. Nhàn như ngọc, nhìn lâm bắc thần từ trên xuống dưới bên trong đôi mắt xinh đẹp Trong có một tia kinh ngạc nói tình thần ngực của người có chút suy yếu có chuyện gì đã xảy ra lâm bắc thần có chút giật mình cái này cũng có thể nhìn ra sao ê giả dạ, ta hai ngày nay cũng đang phiền não vì chuyện luận kiếm đại hội đây lâm bắc thần phản ứng rất nhanh kỹ năng diễn xuất thượng thừa nói suy cho cùng ta bây giờ là một thành viên của chiến đội văn hưởng kiếm phụ đương nhiên đáp ứng chiến đấu cùng với nhan tỷ tỷ đến cùng. Vậy nhất định không thể sở xuất, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp. Nhan tỷ tỷ người đi đến cuối cùng. Vì thế mấy ngày nay ta có chút mất ngủ, tinh thần lực suy yếu, có thể là bởi vì ưu tư chuyện này đấy. Đương nhiên không thể nói cho nàng biết là bởi vì đêm qua, ở trong kiếm trùng do nhìn đạo đầu không mặc quần kia nhiều một chút, cho nên mới bị bí thuật tinh thần lực tập kích. Chuyện này Nhân như ngọc ngược lại có chút ngượng ngùng thục lữ trưởng thành mỹ mạo phong tình mấp máy đôi môi hồng luận dịu dàng nói kỳ tướng ngươi không cần vì văn hương kiếm phủ phí sức như thế có thể tiến vào ba đội mạnh mẽ nhất đó là thu hoạch ngoài dự định rồi vốn đàn lần này chúng ta cũng không ôm hy vọng gì quá lớn đâu lâm bác thần giả vờ sững sờ nói a chuyện văn hương kiếm phủ ta đương nhiên không nghĩ nhiều rồi đôi mắt xinh đẹp của Nhân như ngọc nhìn chăm chăm vào hắn. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, ta làm nhiều như vậy, chủ yếu cũng đã vì nhan tỷ tỷ người thôi. Nhan như ngọc trong nháy mắt, trái tim thổn thức, có một loại cảm giác kỳ lạ sinh ra. Trên mặt lại là lộ vẻ tức giận nói, người, người nói hưu nói vượn. Nhan tỷ tỷ không tin thì thôi vậy. Lâm Bắc Thần cũng không nóng nảy, ngược lại chỉ vài ba ba hoa vài câu mà thôi. Cũng không phải là tiểu cô nương mười sáu tuổi Phụ nữ phong tình thành thục kiến thức rộng này Sao có thể dễ lừa như vậy Sau này từ từ tấn công Là được mà Lâm Đại Thiếu cũng không dày dừa chợt đầu đề tài nói Nhan tỷ tỷ tới tìm ta Là đối với luận kiếm đại hội ngày kia Có ý tưởng gì mới hay sao Nhàn nhìn ngọc thấy dáng vẻ này của hắn Trong lòng ngược tại có chút ánh náy Vừa rồi có phải hơi nặng trời hay không tổn thương tích lòng tự trọng của thiếu niên này. Ta tới đã để nói với ngươi, trên luận kiếm đại hội ngày kia, ngươi không được quá mức dưỡng cầu, nên điều chuyện không thể làm, trực tiếp chịu thua là được. Giống như trước đó ta đã nói, có khả năng tiến vào ba đội mạnh nhất, đã có thể cầm trong tay một phần ban thưởng của đại hội rồi. Đối với văn hương kiếm phủ bản nói là đủ rồi. Nhân nhân ngọc ngữ khí lại nhu hỏa hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, ta có lý do nhất định phải đoạt được giải quán quân. Ta nhất thiết phải lấy được truyền thừa kiếm tiên. Bằng không làm sao có thể đi tới thần giới ngao du cung cầu đưa thần kim tuyết vô danh. Nhưng Nhan Như Ngọc lại không nghĩ như vậy. Thầy hắn ngữ khí kiên quyết như thế. Con tưởng rằng lý do này là lời hứa trước kia hắn nói với nàng. Trong lòng càng có chút bất an. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải không sai. thằng ở văn hương kiếm phủ quyền cao chức trọng là không sai. Ở trong giới kiếm tu có danh tiếng khổng nhỏ cũng không sai. Nhưng bởi vì cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, đâu được nhìn thấy người khác phái dùng phương thức thẳng thừng thô bạo như vậy tiếp cận mình chứ. Ta đi trước đây. Nhàn Nhi Ngọc Điển mang theo hai người đệ tử vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Lâm Bắc Thần tiễn đưa tới cửa, liền xoay người trở về. Lúc này bên trong viện đã tụ tập không ít đệ tử kiếm tiền viện. Lực hiệu triệu của Lâm Đại Thiếu có thể nói là khủng bố. Vừa nghe nói là hắn phải mang theo mọi người cùng nhau tu luyện. Kiếm sĩ Bạch Y Các lập tức đều oanh động chạy tới đầu tiên. Hà hà, chào mọi người. Lâm băng Thần cười lớn vẫy tay, bắt đầu tiếp tục trình diễn. Viện thủ có lệnh để ta mang theo các vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội cùng nhau tu luyện. Mọi người đều là người mình, hảo huynh đệ giảng nghĩa khí vì thế lần này ta là tuyệt đối sẽ không giấu giếm mọi người biết vì sao ta tuổi còn trẻ mà sức mạnh đã đạt được thế này không ngoài trừ tu luyện khắc khổ vượt qua người thường ra kỳ thực có một phương pháp tu luyện tuyệt mật hôm nay ta sẽ đem phương pháp này không ép buộc miễn phí công hiến hết mình cùng mọi người cùng nhau tu luyện biện pháp cũ lên trước tôi chính là một trận lừa gạt đợi đến khi những kiếm sĩ bạch y các này bị đưa rồi mới có thể tiến hành những phương thức rèn luyện xấu hổ kia kiếm sĩ bạch y các nghe vậy hưng phấn xòa xòa tay lâm đại thiếu cường đại rõ như ban ngày lâm bắc thần đang nói đã thấy hồ bị di hoạt bát quay trở về rồi thần ca ca cho ngươi này đang đưa cho hắn một túi thơm màu hồng đào đường may tinh xảo cái này là cái gì lâm bắc thần tò mò nói Hồ Mỹ Nhi nói là tôi thầm tùy thân của sư phụ ta. Bên trong chưa phan hương thành thần tán, bí được độc môn của phan hương kiếm phủ. Mang theo bên người, thường xuyên lấy ra người, có thể xoa dịu tinh thần. Thế nhưng đã bảo bối khó lượng đấy nha. Ồ! Biểu cảm trên mặt lâm bắc thần lên trở nên đặc sắc. Tuy thân bình thường đều là đồ vật luôn mang trên người phụ nữ. Nhất là ở thế giới này. Đối với đa số phụ nữ mà nói, dường như là tư mật giống nội y vậy. Thế mà trực tiếp đưa cho ta sao? À, đây chẳng lẽ là tín vật đính ước sao? Thế giới này sao vậy? Vì sao nữ nhân ai ai cũng ngồng ý nghĩ xấu xa với ta vậy? Thầy ta cảm tạ nhan trưởng lão nhá. Lâm Bắc Thần bình tĩnh nhận lấy. Hồ Bình gì gắt giọng nói. Ở trước mặt mọi người gọi nhan tỷ tỷ, sau lưng thì gọi là nhan trưởng lão. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói ta đây không phải quan tâm cảm nhận của hồ bội muội người sao hồ bị nhìn nghe thế lại vui vẻ mà thẳng bước rời đi lỡ bậc thần tiện tay thu lại túi thơm màu hồng đào giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hầm mộ kinh ngạc khác thường của các kiếm sĩ bạch y các kiếm tiền viện tiếp tục lừa gạt bọn hắn phút chốc tổng cộng có chín tám kiếm sĩ bạch y các đã tề tựu đông đủ sau khi để thiền thiền thống kê tù vị trước mắt của mỗi người bọn họ Lâm Đại Thiếu liền cảm giác có chút đau đầu Quá yếu Những người này thật sự quá yếu Trong đó người thực lực mạnh nhất Cũng bất quá là Đại Tổng Sư cấp 6 Mà chỉ có một người Thấp hơn một chút là hai vị Tổng Sư cấp 3 năm vị Tổng Sư cấp 2 Tám Tổng Sư cấp 1 12 người nửa bước Tổng Sư Còn lại những kiếm sĩ bạch y ca khác Đều đã tồn tép võ sư cảnh Theo cơ sở thấp như vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên kiếm tiền viện quật khởi của kíp có thể nói khó như lên trời nhưng mà mình đã tiếp nhận nhiệm vụ dù khó đến mấy cũng phải tiếp tục thôi tiếp theo chúng ta bắt đầu tu luyện mà bộ bí thuật tu luyện ta vừa nói ta đặt cho nó cái tên là quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tống hợp thuật mà bộ bí thuật tổng hợp này bước đầu tiên chính là thần âm quán nhĩ nói tới đây Lập bậc thần bờ trong bàn tay ra, ánh sáng nhạt lấp lóe sưu sưu sưu. mười cái loa Bluetooth hãng xìu bì màu trắng hình lăng trụ nhỏ, hóa thành mười tiếp bạch quang. Từ trong tay của hắn bay ra ngoài, rời trên trụ đá xung quanh kiếm tiền viện. Dưới ánh nắng sáng sớm, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật xìu bì trên địa cầu, lập lè ánh sáng màu sữa nhạt. Đó là cái gì? Thần khí sao? Không cảm giác được chút lực lượng ba động nào cũng không có hoa văn huyền văn. Dựa vào trực giác của ta, vật này chắc chắn không đơn giản. Các đệ tử kiếm tiền viện dông điệu bé thỏ trắng lần đầu tiên chui ra từ trong động, tò mò xét, dò xét nghị luận. Sau đó, Lâm Bắc Thần trực tiếp dùng điện thoại tử thần kết nối với loa và Bluetooth, mở máy chiếu phim Net Easy Cloud ra, bắt đầu phát bài hát Nam Nhi Phải Tự Cường âm nhạc hùng dũng mà quen thuộc vang lên. Ngạo khí đối diện ngàn con sóng, nhiệt huyết tựa như mặt trời hồng, can đồng xả sắt sườn như thép, ưỡn ngực, mắt nhìn vạn lý xa. Ta phấn khích làm một hào hán, một hào hán mỗi ngày phải tự cường. Người khác, cảm giác gì Lâm Bắc Thần không biết, nhưng hắn lần đầu tiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thanh xuân của ta đã quay trở lại, nó để áp những kỷ niệm rất nhanh kiếm sĩ bạch y các trong viện cũng là dần dần cảm giác được biến hóa kỳ dị. theo tiết tấu càng ngày càng sục sôi của âm nhạc, bọn hắn cảm thấy khí huyết của mình đang sôi trào, huyền khí đang kích động tinh thần cũng bắt đầu phấn khởi, tiến vào trạng thái tu luyện ngày bình thường cần phải hào phí thời gian rất dài mới có thể đi vào. các kiếm sĩ võ sư cảnh trở lên đều biểu hiện trạng thái tu luyện như vậy hiếm thấy đến như thế nào tuyệt đối có lợi ích không nhỏ đến việc tu luyện đây quả thật là quá thần kỳ bọn hắn đã không chờ đợi được nữa muốn rút kiếm bắt đầu tu luyện tin rằng mọi người đều đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình không sai đây chính là hiệu quả của thần âm quán nhĩ có thể giúp người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện cao nhất tiếp theo đây ta muốn truyền thụ các vị mới là ao nghĩa chân chính của quỷ tiện thần kinh ngạo thiền tổng hợp thuật trước tiên cùng ta làm 500 tổ chống đẩy. Lâm Bắc Thần tại chỗ nằm sấp trên mặt đất, làm động tác chống đẩy. Kiếm sĩ bạch y các ngẩn ngơ. Đây là phương thức tu luyện gì? Cổ quá như vậy, lại đơn giản như vậy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? mau bắt đầu làm đi. Lâm Bắc Thần đứng lên, lớn tiếng quá lớn. À, đúng đúng đúng, mau làm theo. Cùng nhau làm, cùng nhau làm. Kiếm sĩ bạch y khác như mới tỉnh bộng lập tức bắt trước động tác của lâm bắc thần bắt đầu nằm sấp chống đẩy khung cảnh này nhìn khá là hùng vĩ thỉnh thoảng có người đi ngang qua kiếm tiền viện bị âm thanh kỳ dị của nam đi phải tự cường hấp dẫn tiến đến cửa chính thăm dò nhìn một cái tên là liền thêm một màn không thể nói nên lời này rất nhanh một tin tức được lưu truyền ngay bên trong bạch vân thành nghe gì chưa kiếm sĩ bạch y các kiếm tiền viện đều nằm sấp trong sân nhấc người lên xuống làm chuyện gì đó với mặt đất. Dẫn đầu hình như là mặc thi cuồng ma Lâm Bắc Thần. Không thể nào, Lâm Bắc Thần hắn não tan. Những kiếm sĩ bạch y các khác của kiếm tiên viện đều là người bình thường, làm sao lại nổi điên theo hắn vậy? Hắn là bị ép rồi. Những kiếm sĩ bạch y các này thật thê thảm. Khắp các nơi trong thành, rất nhiều người đều có chút hả hê nghị luận. Lâm Bắc Thần người thực lực mạnh mẽ thì thế nào? Người còn không phải tình não tàn sao